Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vinh Lang Thang nha. Tối hôm nay xin mời cả nhà cùng đi lễ hội đường sách 2023 cùng với Vinh nha. Lễ hội này nằm trên đường Lê Lợi, phường Bến Thành, quận Nhất nha cả nhà. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng vào bên trong với Vinh nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này gói gì em? Dạ gói bà khí. Gói bà khí. À, không chơi bà khí. Gói bà khí một phần 60.000 nha cả nhà. Gói gà, gà gói gì đó vậy? Gói mực hay gì? Gà. Không được hả? Tăng quá à? Tăng quá. Gấp không, gấp không. Màu xanh hả? Đây, để muốn màu xanh. Nãy giờ, nãy giờ. Cái này nữa.
nướng cái màu xanh luôn. Mình ra nướng cùng cái màu xanh đi. Cái gì? Nè, làm nóng lại này nè. Này nào cho nó nhanh nè. Hai cái này em. Rất là đông luôn cả nha. Trà đào 30.000 một phần nha cả nhà. Đá xay đi cô ơi. Nước mía đi con. Con nước mía ngon lắm nè con. Ngọt. Dạ, nước ép đồng giá 30 ạ. Nước ép đồng giá 30 ạ. Nước ép đồng giá 30 ạ. Nước ép đi coi. Rất là nhiều món ăn ngon nha cả nhà. Ủa mình chưa mua mà mình chưa trả tiền mà. Chứ mà mình đến. Ủa ba đứa mua được gì chưa? Mua được rồi. Các bạn nó ghé rồi á, mua được quay lại. Cảm ơn các em nha. Mua được chưa? Tại vì thấy nó đang ngồi chờ. Mua được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin chào. Ba món ốc 5 rưỡi luôn.